Cái bệnh của tôi tới nghĩa là 2 năm không thể đi được, mà đứng cũng rất là khó, đứng như thế là không đầy 2 phút, nhưng mà vào đây 12 năm thì hôm nay là đứng và đi đứng và Đó. đi được cái này thì rất là túng tăng, cũng biết nói thế nào hơn. Nhưng mà tôi nói thế này, tôi bộ đội 3 lần bị thương, mổ về bị thương thì là 1 lần bị chấn động trái cam, rồi 2 kỳ phổi trái phía trên bên phải, bảo là chỉ 4 tháng, xong rồi 4 tháng thôi, và nếu sạt thì 2 tháng, không chưa kể thì 2 tháng. Thế tôi bảo tôi sạt thì 2 tháng khổ lắm, bây giờ đưa về đưa cha về đấy, vì con chuẩn bị hôm vào quan tài này là xin lỗi mua đất thế quá chi nghiệp là chúng chuẩn bị chốt cha, thì rồi là bắt đầu xây nhà xây 3 tháng, đi trong 4 tháng xây 3 tháng, còn 1 tháng nữa thì chuẩn bị lễ táng bỏ hôm chờ như đến hôm nay được 5 năm. Thế từ cái đời tôi thấy đây là một cái cuộc sống gọi là cái hoàn thành. Con trong bộ đội chiến trường này là bị thương 3 lần, nói đấy mà bên thương 1 lần cái từ hoàn thành mà bác sĩ khách, thì đây là lần thứ hai mà tôi thấy rằng nó một cái tia sáng mà chưa từng thấy, cái tình mạch này sống này không thể can thiệp, ông là cố gắng chịu đựng, không không nghĩa là khoa học không thể can thiệp được. Nhưng mà tại vì mạch máu tắc rất là dài cô, nó tắc từ đây tới tới gối luôn, tức là nó tắc động mạch gần như cái cây bây giờ lóc hết, nó không có thông được á. Mình sẽ làm hết lòng cho bệnh nhân và giữ được trân trọng mà. Nếu hôm nay thì đấy, thầy là đứng đây rất là thoải mái. Thì đây là một vấn đề, tôi nghĩ là một cái vấn đề khoa học kỳ diệu giống như kỳ diệu, không hề nghĩ đấy. Mình thạc sĩ cháu nói như thế, rồi tìm hiểu như thế, và chính bản thân mình cũng thấy là khó. Nhưng mà đến đây thì gặp được như thế nào, gặp thầy gặp thuốc cũng rất là cảm ơn. Bác sĩ Hoàng cũng xin cảm ơn tập thể bác sĩ giáo sư Minh Hoàng, tập thể bệnh viện quốc tế City của tập đoàn Hoa Lâm, vì đây là một căn bệnh mà tôi đã chịu điều trị nhiều nơi không thể khỏi, và nay gặp được giáo sư Trần Minh Hoàng và đã cứu tôi hiện nay là thoát khỏi căn bệnh được, đấy là không thể đứng được và rất là tê buốt, nhưng nay đã đi được bình thường, bởi có 2 ngày mà đã đi lại tập đi rất tuyệt vời. Thì đây là một việc thấy là trong ngành khoa học kỹ thuật là theo tôi thấy là đây là một việc kỳ diệu mà tôi chưa từng 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 hiểu được. Tôi nghĩ rằng tôi đời tôi như thế mà nói mang mình cho đời, nhưng mà đây được cái bác sĩ được cái là phó giáo sư Trần Minh Hoàng được cứu chữa, và các đội ngũ tập thể xin cảm Cảm ơn ơn. bác.